gummy bear. Bộ sách cờ vua để trở thành danh tướng. Tập 4: Tin thi luyện binh pháp. Chương thức thứ 17: Lê La cứu chúa. Tuyệt kỹ xe cảm tử. Lúc nay hội chống Minh cứu nước, đất Trịnh Ca bị giặc bủa vây, xả thân mình chẳng sợ tù đày. Lê La cứu chúa đời đời nhớ ơn. Sử ghi lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, khi lực lượng nghĩa quân đang còn yếu, quân đội mỏng lương thảo quân bị trị thiếu, đất Trịnh Cao có tổ chức lập giặc Minh. Đã nhiều ngày phải giết ngựa nuôi binh, bên ngoài núi bị giặc Minh vây chặt. Vua Thái Tổ thấy thế tình nguy ngặt, bèn họp bàn tính kế sách giải vây. Kẻ trung thần chết vì nước Lê Lai, nguyện thay chúa khoác áo bào tử chiến, giả làm vua dẫn quân ra tiền tuyến, khiến địch quân nới lòng bớt vòng vây. Trong cờ vua cũng có những Lê Lai xả thân chết để gỡ hòa ván đấu, khi trận thế đã không còn nước cứu, hãy nhớ còn chưa thức cảm được xe. Bước 1: Tin thi phân tích thế trận. Thế trận trắng đang bị đen áp đảo, vua bị giam ở A1 Bắc Di, nước chiếm mắt thắng thua đã cận kề, chỉ còn nước cản tử xe cứu chúa. Bước 2: Hy sinh thân mình cứu chúa. Chiêu thức này đã diễn ra khá hóc búa, trắng dùng xe liên tục chiếu vua đen, xả thân mình xe khéo léo xông lên, khiến đối thủ không thể nào né thoát. Xe liên tục dùng những đòn áp sát, liều thân mình thực kiên định đối phương. Khi vua đen đã chạy trốn cùng đường, ăn xe trắng ván cờ hòa được định. Giải thích của tiên hiên theo sách Đại Việt Thông Sử, 10 tháng 4 năm 1418, Thái Tổ Cao Hoàng bị thua trận ở mùng 1, chạy thoát về Trịnh Cao, quân Minh đuổi theo, vây chặt các lối hiểm yếu. Vua Thái Tổ tức Lê Lợi. CH7, vua G6, CG7, vua F6, CF7, vua E6, CE7, vua D6, CD7, vua C6, CC7, B6, CB7, vua A5, CB5, vua A4, CB4, vua B4. Gummy bear.